Cho mọi người xem bài hình họa mà mình đã chấm xong rồi nè. Danila mình tính là sẽ làm thêm tiếp dựng hình hoặc là đánh bóng, nhưng mà thật sự thì mình không có thời gian. Cái khúc này là mình chỉ còn lên chi tiết cuối cùng, cho nên là mình dùng những cái nét ngắn và đánh nhiều chiều để cho nó nổi khối chứ không làm bẹt hình. Sau khi mà vẽ bài này xong thì mình nhận ra là để vẽ đúng tỷ lệ, đúng hình á, thì dễ, nhưng mà để tả được da, thần thái hoặc là đặc điểm giống mẫu á, thì rất là khó. Nhưng mà hên sao bài này thầy nhận xét là mình vẽ khá giống mẫu. Mình không biết nhưng mà mình bắt được cái đặc điểm mập mạp, dễ thương của chú, cho nên là mình vẽ rất là thoải mái, thành ra là rất là giống chú luôn. Và mình rất là thích bài này. Còn tuần này thì mình chuyển sang vẽ than rồi, và hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye.